Đại sư huynh, chỉ một tên tiểu tử thối mà đông người như vậy không hạ được. Kiếm pháp của ngươi mở lớn đóng lớn, cố tạo tư thái, chính là kiếm pháp của công tôn, tự nhận thanh cao, có đúng không? Ngươi sợ sao? Tiểu tử thối, biết điều thì mau giao công tôn lệ ra đây, bằng không chỉ thiệt cho ngươi thôi. Kiếm si lỗ câu tiễn cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Đó là chuyện quá khứ, bây giờ ta chẳng qua chỉ là một ông lão chuyên đúc kiếm mà thôi. Mau sống lên. Theo ta. Lỗ đại hiệp. Tỉnh rồi à? Nhờ có đại hiệp trị thương cho giảng bối, được nằm nghỉ một ngày đã đỡ hơn nhiều rồi. Tiểu bối cảm kích vô cùng. Vậy thì tốt, không sao là được. Ta nhớ công tôn tiên sinh có một đứa cháu gái, không biết bây giờ có ổn hay không. Mục đích lần này con và sư muội tới đây là để cầu kiến lỗ sư thúc. Nhưng không biết tại sao lại bị đám người đó truy sát. Hình như bọn chúng tìm tới là vì sư muội. Con muốn bảo vệ sư muội nên mới dụ chúng ra khỏi thành. Có lẽ bây giờ sư muội vẫn còn đang ở thành Lạc Dương. Vậy thì con có biết đám người truy sát các con là của Đan Đỉnh Môn không? Đan Đỉnh Môn? Chắc sư thúc đang nói tới Hạ Hậu Ương tội ác chồng chất hay bắt cóc môn khách các nước. Chính là bọn chúng đó. Nhưng con không nghe sư phụ nói có thù với Đan Đỉnh Môn, sao họ lại truy sát sư muội? Chuyện công tôn đại hiệp đã hy sinh vì nước chắc đã truyền khắp giang hồ rồi. Có lẽ Hạ Hậu Ương đang muốn tìm Cốc Lạc Kiếm Phổ trong truyền thuyết, mới lệnh cho thủ hạ dốc sức đi tìm. Cốc Lạc Kiếm Phổ, lẽ nào chính là tấm lụa sư phụ đưa cho mình? Ông chủ. Mấy hôm trước tôi và sư đệ cô tới đây. Một thiếu hiệp trẻ tuổi, không cao bằng tôi, khá là mảnh khảnh. Ông có thấy đệ ấy không? Cậu thì tôi còn nhớ, nhưng tiểu sư đệ đó của cậu thì tôi không có thấy. Ông nhớ kỹ lại xem, đệ không tới đây thật sao? Không có tới. Trí nhớ của tôi rất tốt, khách khứa tới trong mấy hôm nay tôi còn nhớ rất rõ ràng. Vậy được rồi, đa tạ ông chủ.
À, mời. Cạn. Để đây đây đây. Cứ tự nhiên nha. Lẽ nào hôm đó sư muội không chờ được mình nên tới Giả Dương gặp Đại Dương rồi. Tả Đại Hữu Hoa Kinh Thiến Tiếu. Nam Hoành Bắc Hằng Hộ Thái Bình. Đây là gì vậy? Sư phụ cũng không nói rõ, nhưng ta nghĩ chắc là nơi cất kiếm phổ. Kiếm phổ? Trước khi sư phụ đưa tấm giải cho ta, người nói đã gặp Thái sư phụ. Nếu thật sự gia gia đã gặp Thái sư phụ thì đây là Thái sư phụ đưa cho người rồi. Vậy không phải là chúng ta có thể trả thù cho người sao? Tốt nhất là như vậy. Trả thù cho sư phụ. Mời vào. Dân nữ Công Tôn Lệ bái kiến Đại Dương. Không cần đa lễ. Công Tôn cô nương trễ rồi còn chưa đi nghỉ, có phải đang nhớ ai không hả? Chắc không phải đang nhớ sư huynh cô đó chứ? Chỉ là dân nữ đã xa sư huynh nhiều ngày rồi, không biết là bây giờ sư huynh của tôi đang ở đâu, có an toàn hay không. Kinh thiếu hiệp, vào đây đi. Sư muội. Sư huynh, sao huynh lại tới được đây? Hôm nay Kinh thiếu hiệp tới phủ của ta hỏi thăm tin tức của cô nương. Ta nói với Kinh thiếu hiệp đúng lúc cô nương đang ở trong phủ. Sư huynh muội hai người lâu ngày chưa gặp, Kinh thiếu hiệp lại đi đường vất vả, ta đi dặn dò hạ nhân chuẩn bị ít rượu thịt. Lát nữa chúng ta cùng nhau uống rượu trò chuyện đi. Tạ ơn Đại Dương. Tạ ơn Đại Dương. Lâu rồi không gặp, Đại Dương đã xem muội là thượng khách rồi. Cũng nhờ phúc của Triệu công tử, Đại Dương mới đối đãi với muội như vậy. Triệu công tử? Ừ. Huynh thì sao rồi sư huynh? Mấy hôm nay có phải là huynh ở Lạc Dương chờ muội không? Tất cả đều tại muội làm huynh phải lo lắng rồi. Không sao, bây giờ thấy muội không sao là tốt rồi. Huynh nghe nói hình như muội đang bị thương, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ thì ổn rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là khỏi thôi. Vậy thì tốt. Cũng may là ta tìm được muội, thấy muội bình an vô sự, vậy là tốt rồi. Nếu như muội có mệnh hệ gì thật, ta cũng không sống nổi nữa. Quỳnh ngốc quá, nói cái gì vậy chứ? Chỉ cần được nhìn thấy muội, ta có chết 100 lần cũng vẫn có thể sống lại. Mấy ngày vừa qua may mắn được Đại Dương ân điển, hôm nay dân nữ cùng sư huynh tới cáo biệt Đại Dương. Đại Dương, Thảo Dân có chuyện muốn thỉnh giáo. Mấy hôm trước Thảo Dân muốn đến Dương phủ thì về trước cửa thông báo về Dương phủ bị Đại Tần quản thúc, không có lệnh của Tần Dương thì không ai được ra vào. Dương phủ bị canh phòng nghiêm ngặt như vậy thì làm sao Triệu công tử đưa sư muội đến đây trị thương được? Dân nữ và Triệu công tử không thân không thích, chỉ là tình cờ gặp gỡ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dân nữ chỉ lo là chuyện lần này sẽ liên lụy tới Đại Dương và Triệu công tử. Chuyện này cũng không cần lo đâu. Triệu công tử và nước Tần không sao. Không sao. Vậy thì tốt rồi. Vậy dân nữ và sư huynh xin cáo biệt Đại Dương tại đây. Nữ nhi bị Tần Dương nhắm trúng, số phận của cô được định sẵn rồi.
Bẩm đại dương, có hịch gian đến. Đốc. Dạ. Đại dương, hịch văn này là của Trường An Quân viết. Có gì không ổn? Tại sao không đọc? Đại dương à, quả nhân Bảo Khanh đọc. Đại dương, thành dám kháng lệnh sao? Dạ. Trường An Quân thành kiệu chiêu cáo thiên hạ thần dân, việc truyền ngôi báo, tôn trọng huyết thống, âm mưu nham hiểm, che giấu thân phận, văn tính hầu là Lã Bất Di và thương nhân Dương Địch thì được ưu ái, xem như sủng thần, nhưng không biết báo đáp, có lỗi với Hàm Dương, tội đáng phải trị. Tần Dương Chính không phải là con Tiên Dương, mà là con của Lã Bất Di. Lã đã có con với Triệu Nữ, dối gạt Tiên Dương. Con của Triệu Nữ không phải là cốt nhục của Tiên Dương. Đủ rồi. Đại Dương, Đại Dương, cả đời Bất Di cống hiến hy sinh vì nước Tần, không dám hài lòng. Không ngờ lúc về già lại bị Trường An Quân vu khống như vậy. Vì chính thống của Đại Dương, thần tự xin thỉnh tội, tuyệt không hối hận. Những lời nói đó không đáng tin, đều là chuyện vô căn cứ. Trường An Quân đã bị kẻ gian mê hoặc nên mới thay lòng. Đại Dương phải minh xét chuyện này. Há phải Chân Dương, kẻ chiến thắng là Lã Bất Di, tự xưng giả phụ, cuối cùng tìm cơ hội để xoán ngôi, xã tắc nguy hiểm, người người tức giận. Lập tức chuẩn bị kiếm chiến giáp, quả nhân phải đích thân xuất chinh. Đại Dương, thần cho rằng Trường An Quân tầm nhìn hạn hẹp, không giỏi binh pháp, nếu muốn chinh phạt phản quân phải dương tiễn mông vũ các đại tướng là được. Trường An Quân và quả nhân thủ túc tình thâm, sự việc hôm nay nhất định là có nguyên do. Quả nhân cần phải đối chất với thành kiệu, không thì khó mà yên lòng. Trên hịch văn có nói rõ ràng, Trường An Quân không xem Đại Dương là huynh đệ lâu rồi, cử giá thân chinh sẽ tổn hại long thể. Đủ rồi, không cần bàn luận nữa. Người đâu, lập tức xuất chinh. Năm đó đại phu tàn sát Ngạn Giả, mưu hại Ngô Tổ Triệu Thuận, cả tộc Triệu gia cũng bị liên lụy. Huyết mạch duy nhất còn lại chỉ còn lại một cô nhi tên là Triệu Vũ. Chẳng phải cũng giống hệt như tình trạng của Doanh đại nhân sao? Nếu không phải Triệu Vũ chịu nhẫn nhục để giữ lại huyết mạch của Triệu gia, thì bây giờ cũng không có ba nhà phân Tần, càng không có sự xuất hiện của nước Triệu. Nước Tần sau này họ Doanh hay họ Lã chỉ còn chờ đại nhân nữa mà thôi. Bao! Bẩm đại nhân, Đại Dương ngự giá thân chinh, cho quân đưa đến một bức thư, nói muốn đại nhân đích thân mở ra xem. Gửi thân đệ thành kiệu, thi dân, bá tánh lòng than, dân lành than khóc,
huynh đệ thiên hạ như Huyên như Trì, Quá Nhân và đệ vốn vẫn như cũ, không biết hà cớ gì đệ lại phất cờ khởi binh. Nếu như có sai lầm gì, nhất thời hiểu lầm, có thể quá dài. Mong thân đệ làm sáng tỏ, cùng huynh đồng lòng kết tóc. Ngô Huynh, Doanh Chính.